Nay buổi sáng anh rảnh anh đi chợ cả nhà. Hello. Chụp phần em đi nên ngoài là. Dâu này. Alexi tính mua dâu cả nhà. Dâu ngon quá à, cô chú anh chị. Nay tới mùa dâu rồi. Nhìn gì tính mua hả? Ăn đơ. Này coi chừng nó bị hơn. Đó sao? You know the. The Pho xanh ô sao sao? Ba hộp có 5 đồng mà cô chú anh chị. Đơ. Ba hộp chỉ có 5 euro cả nhà. Ba hộp 5 euro. Ba hộp 5 euro là có 130 ngàn nè, cô chú anh chị, hơn 130 ngàn mà ba hộp. Sao rồi xanh xong gắm thôi sao? Nửa ký á cô chú anh chị, nửa ký. Ba cái 1,5 ký, 1,5 ký mà có 130 ngàn. Tới mùa rồi nó rẻ cô chú anh chị. Na Alex đi làm buổi chiều cho nên buổi sáng Alex đi chợ với Liên được. Chợ buổi sáng đông. Cái rổ đẹp không cả nhà? Cái rổ này của mấy người đen người ta đang á, rất là đẹp luôn, để trái cây rồi cái gì cũng đẹp đó nha. Nè. Đẹp cô chú anh chị ha. À, cái này là để đồ lên. Đen người ta đang bằng tay rất là đẹp luôn. Liên hỏi ông đó nói vậy cả nhà. Đen người ta đang bằng tay 6 đồng một cái. Còn cái bự này là 15 đồng để bỏ nồi hay bỏ gì vô cũng được. Để đẹp lắm đó nha. Đang bằng tay. Ở bên này mà đang bằng tay là chỉ có mấy người đen người này kia thôi. Rất là đẹp luôn. Ở nhà nhìn thấy đẹp ghê ha. Sáng đi ra chợ vui cả nhà. Alex đi rồi ha. Trời ấm nữa. Trời đẹp á, hôm nay trời xanh mà ấm mát ghê á. Trời mát không Alexi? Nói cho cô chú anh chị nghe coi. Sao hôm nay nó đi chợ buổi sáng nè? Mát mẻ. Mà sao hôm nay nó đi chợ buổi sáng? Nói cô chú anh chị nghe coi. Làm chiều. Nó đi làm buổi chiều cô chú anh chị. Nhìn cảnh đẹp quá. Đi làm buổi sáng. Ở buổi chiều thì buổi sáng đi chợ với vợ. Đi chợ buổi sáng thấy vậy chứ nó mát á cô chú anh chị, đi bộ mát mà khỏe cái chân đó. Hôm nay Alex làm buổi chiều cho nên là đi chợ với Liên á, mà trời ngoài nó hơi nắng nha, buổi sáng thấy vậy chứ nó cũng hơi nắng cả nhà, nhưng mà vẫn đỡ hơn buổi trưa. Hôm nay bên đây nó bắt đầu vô mùa ấm rồi cô chú anh chị. Về nấu cơm nấu nước ăn xong cái Alex đi làm. Jesse, đi đường đó hả? Muốn đi đường này hả? Nắng á. Liên kêu Alex đi đường kia cho mát, Alex không chịu đi đường này cả nhà. Ở đây làm mấy cây cột rồi cả nhà coi nè, đó mấy cột bằng đá không á cả nhà. Đây. Hả? Pyramid. Sick. Pyramid. Kim tự tháp. Alex nói này giống Pyramid kim tự tháp á cô chú anh chị. Liên biết làm gì chi nha, làm vậy để bảo vệ, để cho xe đậu lên trên đây thôi, nhưng mà thấy mệt quá à. Làm gì nhìn thấy nó không đẹp đâu cả nhà ha, mà mấy cái này mắc tiền lắm nè. Bằng đá nè, bằng đá bằng đổ ra gì chi mà làm mắc tiền ghê, mà quá trời luôn cả nhà nhìn coi ha. Đâu cần thiết phải vậy đâu, ôi sợ người ta lên đậu xe đó. Làm gì cả nhà quá chừng ha. Đó nắng cả nhà thấy không, nắng. Buổi sáng nói nè cả nhà thấy không, rất là nhiều mấy cái trụ này luôn á, mà mắc tiền lắm luôn á. Nói chung là chắc là cái kiến trúc của nó làm cho nó kiểu như cách là nó làm cho nó đẹp á, nhưng mà ý là nhìn thấy không có đẹp đâu luôn cả nhà, mà thấy nó kỳ. Liên thì Liên thấy kỳ quá, nhưng mà ý người ta làm thì theo công trình của người ta làm vậy thôi.
ta làm đựng để cho xe chạy rồi lên đây nè. Tại đó là cái thùng rác đó, thùng để rác, người ta sợ xe để lên rồi sáng mấy người ta đi đổ rác người ta tới bị kẹt mấy cái xe để đây nè, cho nên người ta không có đổ rác được đó cả nhà. Dẫn nhau đi chợ lâu lắm rồi, liên với lát buổi sáng mới dẫn nhau đi chợ, ngoài trừ thứ bảy thôi chứ còn bè thường thì không có đâu. Chỉ hôm nay lát làm buổi trưa cho nên khỏe quá. Lát gì có đây vợ nè, đi chợ buổi sáng là đảo quá. Thiệt buổi sáng mà mình đi chợ đi bộ đường chút nó mát lắm cô chú anh chị ha, mát mẻ mà đều thấy mát rồi chứ nó cũng còn lạnh lắm á, lỗ mũi liên đỏ rần luôn rồi. Đi ra lạnh là lỗ mũi thế nào cũng phải đổ, ai cũng vậy hết, chứ không phải riêng gì mình liên đâu ha, người Tây cũng vậy luôn, ra ngoài lạnh lỗ mũi người ta cũng đổ nước mũi luôn cả nhà. Hay đi lên hả chồng, lên hả? Ủa lát mùi dâu ngon quá cả nhà, ngon quá tôi đây. Dâu bên này á, nếu mà dâu của Pháp á thì nó sẽ rất là ngon đó nha cả nhà, dâu của Pháp ngon lắm, nó sẽ mắc tiền hơn. Còn dâu ngoài của mấy nước như Italy rồi này kia đó thì nó sẽ rẻ hơn. Coi lát đưa lên trái dâu nè, bự ghê không cả nhà, đó ghê, bự mà anh đỏ rần luôn, ngon quá hả chồng hả? Trái nào trái đấy nó bự không á, anh để ngược trái dâu chồng ơi, đưa anh coi chú anh chị coi trái dâu cũng bự vậy cả nhà, đó bằng nửa cái mặt Alex luôn, bằng nửa cái mặt anh luôn, gần lóng tay hả? Alex nói gần gan tay trái dâu luôn cô chú anh chị. Ừ, đó, một ngón tay trái dâu luôn. Đo đàng hoàng quay qua đây nè, cho người ta thấy trái dâu đó. Ừ đúng rồi. Ồ trái dâu này cả nhà, một ngón tay của Alex luôn. Bự lắm á chồng ha. Cái này xay lên uống cũng rất là ngon luôn cả nhà. Hôm nay tại tới mùa ấm rồi, cho nên là uống trái cây được nhiều tốt. Xay ra, rửa sạch xay ra, đổ sữa tươi vô. Đúng rồi, ngon lắm luôn. Tới mùa ấm mà uống nhiều trái cây được cũng tốt cả nhà. Tới mùa ấm trái cây cũng rẻ, không có mắc đâu cô chú anh chị. Nó ba hộp vậy có 5 đồng, có như có 130 mấy, 140 ngàn thôi. Mà 1,5 kg với một cái là nửa ký cả nhà, ngon quá. Liên đi chợ trời, Liên khoái mua mấy cái trái cây rồi thôi. Ngon quá, đẹp nữa. Miếng gì nữa? Cái gì đó? Cái này cái gì kêu bằng gì? Tiếng gì kêu bằng gì? Vậy, tiếng gì kêu bằng gì? Đưa lên tiếng nói cho cô chú anh chị nghe coi. Tiếng gì kêu bằng gì chồng? Cái gì? Nghiệm rồi đó nha. Aubergine. Wow, biết rồi, aubergine biết rồi, nhưng mà tiếng Việt kìa. Cầm lên nói cô chú coi nghe cho đúng không? Cái gì? Thì nghĩ cả nha. Cà tím. À, cái gì? Cà tím. Cà tím. Cái gì? Phải không ta? Bên Việt Nam phải kêu cà tím không? Cà cái gì? Cà tím. Anh thấy nó màu tím, anh kêu cà tím hả? Đúng rồi. Ồ, cà tím. À, phải không ta? Còn hình như Liên nhớ còn một cái tên nữa rồi ta. Phải cà tím không? Còn cái tên nữa mà cái gì quên rồi ta? Liên nhớ hình như còn cái tên nữa. Bên Việt Nam còn cái tên ngoài cà tím ra. Cà nâu. Cà nâu. À, hiểu rồi. Tại vì cái này á, cô chú anh chị. Cái này Alex nói cà tím là theo Alex nó thấy cái màu này màu tím thì Alex kêu màu tím, mà ở đây phải màu tím thôi chồng, màu đen nha, phải màu tím nha, đen đậm nha. Nhưng mà Alex biết là trái này tiếng Việt của mình kêu cà tím, nhưng mà bên Việt Nam còn một cái kêu bằng cà nâu, còn cà tím thì em mới nghe luôn á nha. Cà tím là anh nói đó chứ em không biết. Rồi còn gì nữa không, khoe cô chú anh chị đi, bữa nay đi chợ buổi sáng rồi về khoe dữ dằn ha, dễ gì anh có cơ hội anh đi buổi sáng vậy cả nhà. Cuối tuần nhiều khi rủ anh đi, anh còn làm biếng nữa. Giờ về 9 giờ mấy rồi cô chú anh chị, 9 giờ mấy chuẩn bị chút. Ôi, nho nè cả nhà, nho đen nè. Rất là ngon luôn, như tiền hả Lý Si? 2 đồng đưa hồ sàng. 2 đồng 5 hả? 2 đồng 5 cm hả? Trời ơi, có 2 đồng 5 cm cho 2 đồng đi. 2 đồng rưỡi. Chưa tới 2 đồng, chưa tới 60 ngàn cô chú anh chị. Tới mùa, cả ký lô ngon quá trời luôn nè, nho đẹp ngon luôn nè,
Nho đen này cô chú anh chị thấy không? Đó là ký lô nha cả nhà, nhiều lắm đó, đó. Chưa tới 60.000, quá trời ngon luôn cô chú anh chị. Alex nay đi chợ giỏi quá ta. Nè Alex mua cô chú anh chị ơi, Alex thấy Alex mua đó. Ngon quá. Nho này rất là ngọt luôn cả nhà, nho đen này nó ngọt lắm nè. Thấy bụi 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 không cô chú anh chị thấy không? Ngọt. Ừ, nho với lại này tới mùa ăn cái cây đã luôn. Ok. Giờ Liên lo đồ ăn cho Alex đó cô chú anh chị, đang Alex ăn đang đi làm. Sáng nay đi chợ quay chút xíu cho cô chú anh chị xem mua được những thứ gì thôi. Liên khoái nhất là này, nho đen. Giờ Alex đem lên cúng hết rồi chứ anh chị thấy vậy chứ Alex. Không phải cúng mà Alex mua trái cây đồ này kia, giờ Alex ưa để lên trên bàn mà Alex thờ mà ba của Alex đồ này kia đó, với cậu Alex đồ này kia đó. Alex sẽ đem lên để đó cả nhà. Lên để vậy đó. Wow. Yeah. Ồ cả nhà coi bự nè. Đưa lên chồng. Trời ơi nè. Đó, chưa tới 60 ngàn nữa mà ngon quá con chú chị ha. Chưa tới 60 ngàn mà quá ngon luôn đó nha. Đó. Bự hơn cái mặt anh luôn chồng đâu. Để xác cho cái mặt anh coi chồng. Bự hơn cái mặt anh luôn. Rồi, ôi trái cây đã luôn. Rửa chưa đó Si? Rồi. Ừ. Nè, lấy review dâu đó nha. Ngon không? Chị xuất khen. Chị xuất khen. Si với. À, có Alex nó có đường nó có ngọt cái nè. Sáng Alex không bị đau bao tử, Alex ăn được. Chứ lại trái cây Liên thấy cũng có nhiều người ta ăn buổi sáng mà Liên thì Liên bị đau bao tử của chú anh chị, cho nên cái này Liên ăn là Liên phải uống thuốc lót bao tử trước thì Liên mới ăn được, chứ còn mà ăn không chưa uống thuốc bao tử thì không dám ăn, nó bị cào ruột mình đó. Tại dù gì nó ngọt ngọt nhưng mà trong cái chất của dâu thì nó cũng sẽ có cái gì chua chua. Ôi ăn ngon lành luôn kìa. Trưa nay ăn vậy đi làm á hả? Hỏi ăn gì hết hả? Hả? Có trái hư hả? Ồ, ở dưới đó sẽ có trái bị hư. Nó ăn dĩa dâu vậy đi rồi đi làm khỏi cần ăn gì luôn chồng. Chứ giờ gà rồi xả ra tính nấu cà ri. Mà chắc là nấu không kịp đâu, giờ gần 10 giờ rồi. Phải ăn dâu đi làm thôi ha. Review dâu cho cô chú anh chị xem, mà lát review dâu ảnh ăn nguyên cái dâu bự anh thấy ngon, ảnh ăn rọc rọc ngon quá cả nhà. Liên thấy Liên thèm mà chút nữa mới tới Liên, chút nữa Liên uống thuốc bao tử vô xong rồi Liên sẽ quất chờ coi ngon. Thật ra mình ăn tươi vậy nó sẽ ngon đó, gặn ăn dâu nữa kìa. À, ăn nho nó nho ngon mà nho ngọt ha. Thật ra dâu hoặc trái cây mình ăn tươi vậy nó ngon hơn cô chú anh chị, chứ nếu mình sai đồ này kia thì mình bỏ đường bỏ sữa đồ vô thì nó ngon, cái gu nó ngon hơn thiệt, nhưng mà ý là nó cái natural nó tự nhiên nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà tự nhiên thì cái này dâu này có chua chua ngon quá. Thôi ok, chuẩn bị ăn uống gì đi.